không nè, cộng không nè. Bây giờ anh em mình chia ra thăm nghe các bạn, tại chia ra mấy tàu lưới cũ là... nó không có dính nhiều đâu, đừng hơi xuống lưới mới đi mình quay cận cảnh cho. Còn giờ chia ra bây giờ là mình chia ra ngự chỗ đi, tại lưới cũ nha mấy bạn. Rồi, nói đầu tiên cho kênh Sơn Bắc Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ, và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Thì, tối nay ba anh em mình tiếp tục đi thăm bảy cà cuốc nha cả nhà, bảy bằng lưới nha. Thì nghe mình nó đi bên kia bên tay rồi. Giờ tại miếng này chục nữa bạn, mấy chục nữa, chục hết miếng rồi nên là mình cuốn cái miếng ở đây rồi. Còn hai miếng đây, miếng bị bên kia nên em mình đi miếng bị bên kia, hai anh em mình đi miếng bị bên đây, chia nhau đi các bạn ơi. Rồi ở dưới mình mấy tay nữa Tâm, ở dưới mới dặn ba tay mới. Trời ơi trời, chuột con nào nấy bự ghê lội kìa, chuột canh canh không hả Tâm. Rồi nào tới tay nào có dính mình quay cho mấy bạn xem nha. Tay bìa bên kia nghe mình đi bên kia mình quay không được rồi, mình chưa quay hai tay bên đây với ba tay mới dặn dưới nha. Rồi tay nào có dính mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Hy vọng là đêm nay kiếm khoảng 20-30 con gì là anh em mình sống khỏe nha cả nhà. Rồi cùng thời trang anh em mình nha. Rồi em mình nó đuổi vô tới nha mấy bạn, đâu rộng đâu. Rồi nãy chết con hả? Không chết, chết. Nãy nãy ba cái nãy trên kia ba tay hả? Nãy ba tay trên kia có hai con, mình không có quay cho mấy bạn xem mấy bạn ơi. Thắt quá có tay này dính, em mình nó dính nhiều nhiều nè, nhớ anh quay cho mấy bạn xem nè. Quá trời lúc mà chết mày hắc mát mấy cái lồng. Lúng quá. Các bạn thông cảm nha. Rồi nghe mình nó gỡ. Đó một con. Ừ con máy. Máy. Nãy tính thác là ta ngờ mình hả? Có ép không? Có không? Trộn tung lên liền không? Con nãy. Anh nào chịu dính nhóc trường, ngồi thấy bài nhóc trường không dính, không còn. Trò hả? Rồi vậy là nó ở khúc ngoài không quên. Khúc ngoài đó. Ây da. Mổ đó. Ây da. Quá trời nó mổ rồi. Ở trọng cao kê quá trời lớn rồi. Hy vọng là đừng có bị vi phạm bản quyền. Quá trời trọng nó hát hồi. Ok mà. Được một con nữa. Con gì ạ? À? Tại sợ không biết xa quá nghe tiếng nhạc. À tao bên kia đựng con cà cuốc nha mấy bạn. Không cả chuyên nghiệp nha. Chuyên nghiệp. Ê sao mấy con cò lên nó mổ mấy con kia? Không có gì mình sang ra. Chuyện có mấy con nữa đó anh. Vô mổ mấy con kia thấy bà luôn nè. Cà cuốc còn mà còn mấy con bẩm lên không dính nữa đâu. Rồi đây, đây. Tiếp tục đây nữa nha mấy bạn. Ta này được 6 con mà ta bẩn có con nãy ghê không. Hy vọng là còn tay cuối, còn hai tay cuối cùng nha mấy bạn. Đây. Ôi ôi con cà cuốc mập. Giật bá hả? Ừ. Bẩn gì vậy? Nay xỉnh hả? nó tung lên nó chịu u. Anh nào chịu ba con tích cục máu thì anh đâm chính xác. Bây giờ nghe lại ông nói nhỏ lông cánh được rồi. Đấy. Nãy được không? Còn nào nữa không? Còn. Để lại gỡ đem ra đây luôn đi, đừng đừng đi qua luôn mất công ấy rồi. Quá trời con gì bù hông mũi gì nhóc chứ. Rồi mình còn tay nữa hả? Còn tay nữa. Rồi chiều mới văng nó dính rồi mấy bạn, mình tưởng đâu là trúng rồi không ngờ sao thắt mấy bạn ơi. Còn tay này tay dưới nữa chứ, tuốt chứ nhạn tay nữa là hai tay.
được mấy con là cuốc rồi. Năm con hả? Gì năm không? Tay bên đây không là nãy bên kia hai. Nè, đếm thử đây rồi ấy. Nãy trên kia không là hai rồi đó. 2 4 6 con. Sáu con. Đó con nữa là 7 vậy, tay này dính có 4 thằng chịp nó 6 chưa? À con cò luôn hả? Cò. Cò luôn 5 hả? Con này nữa. Trời à, ơi. Ở đâu ngoài dính luôn nha mấy bạn. Là ché chìm mỗi chó. Không phải chìm chồng dọc gì á. Bắt luôn hả? Bỏ, lỡ dính là bỏ con đó luôn đi. Xíu bắt bỏ nãy em nhớ. Ê. Trời ơi dạ. Không thấy không? Em nhớ 5 cà cuốc mà con. Xíu nữa hả? Xíu nữa tẩu thoát đường con nha mấy bạn. Tôi sáng rồi. Tiếp tục đi thăm thôi. Sao mấy con gì đó. Đây. Ừ. Ê 7 cà cuốc mà. 7 dây này 9 năm rồi ông ơi. Rồi, thôi mình đi thăm tiếp nha cả nhà. Ê mình ra đâu ngoài đuổi không à. Sao này được mấy con hả? 2 con à. Thắt rồi mấy bạn ơi. Rồi, đắng con mấy bạn ơi. Gỡ luôn anh ơi. Gỡ đi. Còn một tay nữa, còn tay với cái mương nữa. Tay với mương đó mấy mèo á. Nãy giờ tay này nữa, tay thứ 6 nha mấy bạn. Con này cũng mập lắm mà có 2 con. Dạ mình cũng được. Còn tay cuối cùng. Còn tay nữa mà. Ừ. Tay nhà đó. Tay gần nhà mình đó. Ừ. Nói gần nhà chứ thị ngoài 500 mấy bạn, hơi đi xuồng luôn nè mấy bạn. Đi xuồng luôn nha mấy bạn. Tay đó là khó lắm nha. Đó, anh thằng trời này anh bắt sống luôn hả trời. Ừ. Anh thằng ơi trời. Chơi sao vậy? À, con nào bay chét bay anh chị. Ông hay hơn tôi đó. Nó không à. Nó về đi. Con kia ha. Không. Quá trời là. Con đó kìa, cô cho lỗi dễ lỗi. Thì nó lậu đường về đó lúng lúng khó quá. Dưới này dễ lỗi. Ôi trời kêu. Rồi thôi mình được. Tạm dừng clip ở đây nha. Cuối cùng nữa. Về dưới hình thăm tay cuối cùng nữa, bấm máy cho cả nhà xem nha. Rồi sáng hai đứa em nó đi thăm về rồi mình tổng kết cho cả nhà xem thành quả đêm nay mình 7 cà cuốc nha. Lớn này được con cò mấy bạn ơi. Nè. Bỏ vô đi. Rồi bỏ đi, mấy anh em mình sáng mai đi thăm chín rồi tổng kết cho cả nhà xem nha. Hiện tại giờ có 9 con cà cuốc với 2 con cò. Phải không ta? Ừ, 2 con cò. 1 con dơi kìa. 1 con dơi. Con dơi này là cái chủ quay trực tiếp bây giờ, hiện tại mấy bạn coi là bắt sống này nó đâu bám này nha mấy bạn. Ở đâu kìa. Tôi không dám bắt rồi đó. Rồi sáng mai mình tổng kết cho cả nhà xem nha. Xin chào tất cả các bạn lúc buổi sáng nha. À, buổi sáng thăm được nhiều mấy bạn. Với mấy con bò mình bỏ vô đây trước rồi nè. Cái này là buổi tối nha các bạn. Sáng có 2 dây 4 con. 4 con. Bán hết 10 con, 10 mấy con đó nha mấy bạn. Về nãy dọc đường có người ta hỏi mua bán luôn rồi. Đem về đây mình không có thời gian mà hả? Đó mà. Nó riêng hả? Mổ hả? Bỏ mổ hoài mệt quá. Con chim kìa. Con chim nữa đi. Bắt con chim mỗi chó đó cho Nhi đi. Không phải chim mỗi chó, này là con chim vòng dọc thằng Kiệp nó bắt à. Trời trời mổ. Mổ chết con. Mổ chết con. Mày ra lên đi. Vậy là tổng cái đêm hôm chắc không phải 3 ngày hả Tâm? Rồi. Tại gần 40 con á, tại bán hết mấy con rồi. Bán hết mấy con rồi cho nghe mình gỡ rồi nó bán cho hết mười mấy con rồi. Đây cũng cà cuốc nhiều ha. Cà cuốc không mà bữa nay không có con nhé. Đây hồi lựa cho anh con đẹp này, anh làm tấm hình chụp tấm hình nào nữa đây. À, hồi thì cái mình có hình ảnh chơi 200 nha. Con thấy nhiều. Chứ con nhiều ít quá. Hình ảnh đâu nữa để chỉ cho anh chụp được. Mỗi cầm ngoài cầm biết nhìn thấy giống giống nhau rồi. Nè để em xè xè em cầm chụp đây đi. Để anh chị thấy không? Thấy không?
tiền là nó bị vô không vợ. Thôi mày cầm tôi điên quá. Dơ nó ăn được không? Để bữa nướng nữa, sẽ là một lít nướng nữa. Ở cái tay này ở ngoài chỗ cái cục sậy đó hả Tâm? Dính dữ vô thằng dân vậy. Con này nhìn mặt đẹp quá. Em biết rồi. Chị lấy con chim đi rồi. Con chim. Đây là phần quả buổi sáng nha cả nhà. Buổi tối thì được cái này ha, mà gánh mà ra mà lộ lớn ngồi ha, chơi chơi gì. Xe đi qua lỡ mấy xe du lịch á. Phải đó. Ra cậu ngoảnh á. Lộ lớn. Cho anh em kênh Săn Bắt Săn Hổ TV mình kết thúc clip tại đây nha. Thành quả đêm hôm là như buổi sáng nay là khoảng 30-40 con nha cả nhà. Chung là cũng trúng nha cả nhà, tại mấy anh em mình nó dời mấy ta lưới qua chỗ khu vực mới rồi. Bắn bớt rồi đó bạn, buổi sáng bữa nay dính nhiều hơn buổi tối không bạn. Sáng nay dính quá nhiều. Chở mình sáng dính nhiều hơn buổi tối. Rồi cho anh em mình kết thúc clip này nha. Rồi, chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, bye bye.